Vâng, hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày 26 tháng 8 thì chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp một chiếc sập thờ, một chiếc kệ tivi cho khách hàng tại Thu Cúc Tân Sơn đây. Đây là cả. Treo lên. Treo lên. Treo lên. Có dây này. Vòng tròn treo lên ấy nó. Có treo thôi. Xe này là xe nó chạy dùng gì này chạy cho cái mặt cái trước này. Đây là cái mặt trước cho cái mặt. Phía trên này một bộ bàn ghế đây.